Tổ Ấn Quang nói thần chú Đại Bi mỗi đêm là ngày trì 25 biến hoặc 50 biến không bỏ, hoặc có khi 75 nếu mà trì vô tro. Quý vị thử coi, lấy gạo nè, lấy tro nè, lấy nước nè, cái bàn thờ chúng tôi là đủ ba thứ đó. Tro để chi vậy? Chừng người nào mà bệnh mà bác sĩ chữa không được á, bệnh tà ma đó, lấy tro đó làm một chén, đổ nước nóng vô để nó lắng chất tro xuống, lấy nước trong cho uống vô hết cho coi. Bệnh đó là cái đại bi, đó là đại bi tro, đại bi gạo gọi là đại bi phạn, đại bi nước gọi là đại bi thủy, để dành trong nhà đi, quý lắm à. Tổ Ấn Quang nói hôm nay tôi gửi cho ông một hũ gạo trì mấy chục nghìn biến đại bi trong này. Vậy niệm Phật có gia trì được không? Được. Mà lý do gì ngài trì đại bi để gia trì? Nó có cái thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn trong đó. Về làm thử đi, thử đi. Con cái tự nhiên nó khóc đêm, nó giật mình, nó sợ, lấy nước cho nó uống đại bi á, hoặc là lấy gạo nấu cháo cho anh ăn nó hết. Có cái cô đó không biết, có ẵm đứa con ra cái cây mít, trời nó thấy hương linh sao mà nó khóc không thể nín được, mang bác sĩ cũng không cách gì làm được. Vậy mà lấy nước đại bi của trì có 21 biên cho anh uống cái nó hết. Không phải mê tín đâu, thần lực của Phật bất khả tư nghì lắm đó. Tổ Ấn Quang cũng phải tin mà. Ngày kia cái trợ hạnh thần chú đại bi dùng được tốt lắm, giúp cho người tu không bị giải đãi. Thử đi, thử đi. Sáng 25 chiều 25 là coi như cái thời không khu mình nó không bị giải đãi. Còn có nhiều lúc mình niệm Phật mà mình niệm không có tới nơi, mình niệm không có đạt được, gọi rằng là một ngày năm muôn mười muôn, cho nên nó giải đãi. Sáng thức dậy tu nó chán gì mà nó chán, mà cái nghiệp chướng nó làm mình lừ. Vậy mà đến sáng ăn là nó ăn ào ào. Đến cái lúc ăn nó ăn dữ lắm, mà lúc tu không được, phải cái nghiệp nó ngăn cản không. Mà có đại bi một cái là nó vũ sập liền. Hay lắm, hay lắm, thần chú đại bi của nó bất khả tư nghì mà. Cho nên tất cả quý hòa thượng làm cái lễ gì cũng phải trì đại bi chứ. Để đi, để đi. Cho nên cái thần chú đại bi là bất khả tư nghì. Còn bọn phàm phu mình thấy mình tụng chưa thành tâm, chưa đủ một cái sự gia trì, cho nên mình xem thường, chứ đừng xem thường. Tổ Ấn Quang là nói là mỗi đêm là không bao giờ tôi bỏ đại bi. Cho nên thành ra khuya dậy để ý ngang, người mà trì đại bi sáng thức dậy tỉnh queo, không có một oan gia gì ngăn cản người đó được. Nghiệp ở trong người họ xếp nằm im đó, để mình thức dậy mình tu. Cho nên đại bi là giống như là một đội quân hùng hậu để dẹp tất cả những cái chuyện chướng ngại. Giống như mình đi vô rừng đó ha, đại bi giống như là một người phát dọn đường hết cho mình đi. Cho nên Hòa Thượng Thiện Tâm nói cái thời này mà người niệm Phật mà không có chú đại bi á, Hòa Thượng Thiện Tâm là tu là mật tịnh song tu ngang. Mày nói cái thời này căn cơ hèn kém mà niệm Phật mà không có thần chú đại bi là nửa đường bỏ gánh gãy gánh hết. Bởi vì là Hòa Thượng Tịnh Tâm cũng coi trong văn sao mới viết, mới dịch ra cái cuốn Lá Thơ Tịnh Độ đó, hiểu không? Cho nên thành ra ngài nói cái thời này căn cơ chúng sanh hèn kém mà không có đại bi, mà không có Quan Âm á ngang, là nửa đường gãy gánh, nghiệp nó đoạt mất hết công phu, nghiệp nó đoạt mất cái sự giảng sanh. Nghe dễ hiểu không? Dễ hiểu không? Cho nên từ khi năm 2007 đến 2016 là chúng tôi theo Hòa Thượng Tịnh Công là đúng bốn chữ A Di Đà Phật. Ngài thì ngài có sự thành tựu, mà căn lành mình quá yếu kém, vô không được, vô không được. Từ khi gặp văn sao bắt đầu là tụng thêm thần chú đại bi mỗi đêm 25 biến, sáng 25 biến. Vậy mà công phu bắt đầu nó yên. Niệm thêm Quan Âm Bồ Tát, tụng Di Đà Phổ Môn, vậy mà công phu mình nó cứ bình, nhà cửa nó yên. Hồi nãy ông Phát ông kể con nó qua Úc mà sự như con kêu con nói với nó ăn chay ngang con, nó qua nó ăn chay trường luôn. 27 tuổi mà không có nói trai gái, cứ lo chí thú làm ăn. Mà xưa ông lạy một chữ là một lạy kinh Pháp Hoa. Thì chúng tôi nói thôi bây giờ ông tha thiết lễ Phật, lễ Quan Âm, trì đại bi, bao nhiêu đó cái pháp của Tổ Ấn Quang chỉ đó, nó gọn đơn giản, dụng công ít mà kết quả lại cao, bắt ít món bốn tốn tân công sức. Ông kêu lúc trước mà ông lễ Pháp Hoa là 3 tiếng một lần, mà một năm trời như vậy tốn nhiều công sức quá, bỏ nhiều công sức quá, mà cái bộ Pháp Hoa đó là dành cho người tu thiền, còn bộ Kinh Di Đà Phổ Môn Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ là dành cho người tu tịnh độ, hiểu không? Mình đi đúng cái đường hướng đó thì nó đỡ mất thời gian.